Qua xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cả một khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 14 giờ 38 phút. Trước đó là anh Lương đã chuyển được cái toàn bộ hòm chấm thi trắc nghiệm, chứa phải thi trắc nghiệm và máy tính về tận tại phòng khảo thí của Sở Giáo dục và Đào tạo. Và trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đấy, là anh ấy nói, anh ấy khai là thao tác toàn bộ những việc mở khóa niêm phong, rút bài ở các túi, sau đấy là tẩy xóa và sửa theo cái đáp án. Và cái thời gian này là khoảng độ hơn 2 tiếng đồng hồ. Đấy, đây là những quy trình mà chúng tôi theo dõi lại và quan sát lại trên camera do Sở Giáo dục Đào tạo lắp. Hành vi nâng điểm cho thí sinh trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 7, sau khi biết điểm thi có thông tin về điểm thi bất thường của Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng cơ quan chức năng Hà Giang vào cuộc rất sớm, có văn bản chỉ đạo tỉnh Hà Giang chủ động ra soát. Ngày 14 tháng 7, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên chỉ đạo giám sát việc ra soát xác minh của Hà Giang. Qua ra soát đã phát hiện những sai phạm trong quá trình chấm thi của Hà Giang. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này. Hiện nay, hội đồng đang làm việc rốt ráo theo tinh thần, làm việc nghiêm túc để có kết quả sớm nhất công bố cho thí sinh và dư luận. Trong vai khách du lịch người nước ngoài, phóng viên gọi dịch vụ taxi chở đi được tính giá 450.000 đồng. Khi người khách đưa tờ tiền 500.000 đồng thì ngay lập tức bị tài xế taxi phù phép biến 500.000 đồng thành 20.000 đồng rồi vu vạ cho khách ăn cướp. Tài xế hô hoán đủ trò và đưa tiền cho khách kiểm tra để tung hỏa mù với khách hàng. Thậm chí khi khách nói sẽ gọi police thì các bác tài này la làng lên làm mafia. Đây là tình trạng sạt lở đang diễn ra tại rạch Chồng Ông Tố suốt 8 năm qua. Nhiều ngôi nhà đang mấp mé trên miệng Hà Bá. Chiều dài vùng sạt lở ở cả hai bờ rạch Dòng Ông Tố là hơn 1.000 mét. Khi mùa mưa đến, người dân nơi đây lại nơm nớp lo sợ vì không biết khi nào nhà còn, khi nào nhà mất. Phần nền nhà đang tiếp tục lở sâu, tạo nên hàm ếch. Nhiều hộ dân đã bỏ số tiền lớn để gia cố, nhưng cũng không ngăn được tốc độ sạt lở ăn sâu vào nhà. Người dân ở đây chỉ biết dùng biện pháp tạm bợ là đóng cọc, làm bờ bao để ngăn sạt lở nhà mình. Sống chung với nỗi lo sạt lở, người dân nơi đây tự trang bị áo phao, phòng ngừa trường hợp nhà bị cuốn xuống sông bất cứ lúc nào. Ngoài ra, một số áo phao ở đây cũng được phường cấp cho người dân nhiều năm nay. Xà lan nó nạo vét, thì thường là theo cái chiều cường thì bên bồi bên lở, mà bây giờ nó nạo vét riết hai bên đều lở hết, cái sức chịu đựng nó không được nữa. Bây giờ nó sạt hết toàn bộ luôn, giờ cái nhà nó bị nứt nữa. Sợ nó sạt xuống cho nó trôi ra sông, không có biết bơi. Đó là giờ con chị cũng biết cho đi học bơi. Đó, còn chị giờ già thì sao không bơi được, đâu có biết bơi đâu. Mà giờ tay biến nữa, chân tay chân cà lê cà lít cà quọt thì sao có bơi được. Đó. Rồi, bây giờ nhiều khi mặc áo phao như chị tự mặc không được nữa. Phải có người hỗ trợ mặc cho chị, không lẽ giờ chị đêm là chị phải trọc áo phao cho chị ngủ. Để chị yên tâm chị ngủ được thì chị cũng đâu có được khi mà mình đã kể để cái áo phao xác minh giường ngủ á. Theo khu quản lý đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân gây sạt lở chủ yếu là do sự thay đổi của dòng chảy. Hiện nay thành phố có 40 điểm sạt lở, trong đó có 22 điểm đặc biệt nguy hiểm, còn lại đa số là điểm sạt lở nguy hiểm. Trong năm nay, thành phố triển khai thi công 10 dự án có quy mô 4.906 m kè bờ sông, kênh rạch tại các quận Bình Thạnh, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Bên lề một chương trình game show, cùng với nghệ sĩ Kim Chi và Đình Toàn, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã tự bốc giá đồ theo trào lưu Rickets đang gây sốt gần đây. Màn bốc giá đồ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khiến dân mạng cười phát ngất, bởi chị bảo áo mình đang mặc không định giá nổi, bởi 8 lần đi Tây Tạng mua chỉ nhau thay cừu về thiêu những bông hoa trên vạt váy. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân còn hài hước cho biết, cho đến khi nào thấy da mặt hơi khô sạm, chị dùng vạt váy thiêu hoa bằng chỉ collagen này xoa lên mặt để cho da mặt tươi sáng lên. Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ cho các đối tượng người Nigeria cầm đầu gồm Ihuba Augusti Chinoso sinh năm 1986 và Ano Chigoso Peter sinh năm 1985. Các đồng phạm gồm Nguyễn Thị Ngọc Tuyết sinh năm 1991, ngụ thành phố Hồ Chí Minh,
Lê Thị Mai Phương sinh năm 1982, ngụ thành phố Hà Nội, Trần Viết Hùng sinh năm 1982, ngụ thành phố Hà Nội, Lê Văn Nhóc sinh năm 1995, ngụ tỉnh Tây Ninh, Phạm Trường Thành sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Hải sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận. Khoảng tháng 1 năm 2016, bà Ngô Thị Hồng Xê quen biết một thanh niên nước ngoài tự nhận mình là người Anh qua Facebook. Thanh niên này đã dùng thủ đoạn nêu trên lừa bà Xê chuyển hơn 200 triệu đồng. Công an xác minh người mạo danh công an là Trần Viết Hùng, nhân viên công ty vận chuyển, là vợ Hùng, Lê Thị Mai Phương. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện năm 2015, Y Hung Ba, Augusto, Chinoso được đồng bọn cử sang Việt Nam với mục đích tìm người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, hướng dẫn họ chiêu trò lừa đảo. Bị cáo Chinoso đã cấu kết với Tuyết và các đối tượng khác hình thành đường dây lừa đảo chuyên nghiệp. Qua xác minh tại ngân hàng, ngoài bà C, rất nhiều nạn nhân gửi tiền vào 80 tài khoản do nhóm tội phạm này dùng giấy tờ giả đăng ký với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Thời điểm trên, trong lúc người dân đang ngủ thì xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 10 căn nhà bị tốc mái tại khóm 1 và khóm 7 thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng bà con tháo dỡ nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Theo chính quyền địa phương, những hộ sống ven sông tại khóm 1 không những đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng do lốc xoáy mà tình hình sạt lở đất trong mùa mưa bão như hiện nay cũng đang ở mức báo động. Rất mong bà con cần đề cao cảnh giác khi có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến khu vực an toàn. Một người đàn ông ở tỉnh Nghệ An đã tới bệnh viện để khám sau khi cảm thấy khó thở. Bác sĩ sau đó đã phát hiện một con đĩa sống trong lỗ mũi của bệnh nhân. Trong đoạn video được ghi lại bằng điện thoại di động, bác sĩ sử dụng thiết bị laser để lấy con đĩa dài khoảng 2,5cm ra khỏi mũi của người đàn ông này và đưa nó tới sát ống kính camera. Được biết trước đó, người đàn ông đã uống nước suối trong khi làm việc trong rừng gần vườn quốc gia Pù Mát. Trong phần tin Thế giới 360, trả thù cá sấu tấn công, dân làng Indonesia giết gần 300 con khác. Về hưu rảnh rỗi, cụ bà 62 tuổi nhận nuôi 2 con gấu và 1 con hổ cho vui cửa vui nhà. Sáng nay ngày 17 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Diễm Phúc, 23 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Phúc khai nhận do ở đất liền không có việc làm ổn định nên tìm ra đảo Phú Quốc để làm thuê. Được anh Trần Hồng Ngọc, chủ nhà hàng Hai Núa ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông nhận vào làm bảo vệ và trông coi nhà hàng mỗi đêm khi vắng khách. Biết chủ không ở lại nhà hàng nên Phúc nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Phúc đã 2 lần lấy chìa khóa tự chế, mở cửa phòng ngủ, vào cậy tủ, lấy trộm tiền trên 45 triệu đồng. Trước đó cũng với thủ đoạn này, Phúc đã lấy trộm của anh Ngọc 31 triệu đồng. Qua nhiều lần mất trộm số tiền lớn, chủ nhà hàng báo sự việc đến cơ quan công an. Qua điều tra truy xét, Phúc bị công an huyện Phú Quốc bắt giữ và y đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi rủ đi chơi và quan hệ tình dục với H tại một đường vắng, Kiều đã cho đồng bọn tiếp tục hãm hiếp cô gái, mặc cho nạn nhân khóc lóc, chống cự và van xin. Sau khi bị làm hại, quá sợ hãi nên H không dám về nhà mà ngủ nhờ ở nhà hàng xóm. Gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm và sau một ngày thì tìm thấy H. Được bố mẹ động viên, H đã kể lại toàn bộ sự việc. Bức xúc vì hành vi của 3 thanh niên trên, gia đình đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 phút tối. Các xe khách trong vụ tai nạn được xác định là một chiếc mang biển kiểm soát tỉnh Phú Yên, một xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Thừa Thiên Huế và một xe chưa xác định được biển kiểm soát do bị mất biển số trong vụ tai nạn. Hậu quả khiến 2 người chết và 10 người bị thương, trong đó có 3 nạn nhân bị thương rất nặng được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Cho đến sáng nay ngày 17 tháng 7, 3 nạn nhân gồm Dương Thị Minh Thu, Võ Thị Bụi, Võ Hoàng Thiên đều ở tỉnh Phú Yên được nhập cấp cứu trong tình trạng chấn thương, đa cơ quan, gãy xương ở nhiều bộ phận trên cơ thể. Sau khi được điều trị tích cực, 1 nạn nhân được chuyển về khoa ngoại thần kinh, 2 nạn nhân điều trị ở khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Trong đó, nạn nhân Võ Hoàng Thiên tiên lượng rất xấu nên đã làm thủ tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục điều trị. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.